Hi, xin chào anh em. Thì mình đang có mặt tại sự kiện Up Farm của Acer Việt Nam kết hợp với Alphard Computer. Thì các anh em tham gia cũng như theo dõi sự kiện này sẽ được nhận tổng cộng là 5 voucher dành giảm giá 10% cho các sản phẩm laptop gaming như Nitro, Triton và Helios, và 4 voucher giảm giá 3% cho một mẫu màn hình đến từ Acer. Và mình sẽ tiến vào ra bên trong nơi tổ chức sự kiện của Acer để xem bên trong có những gì nhé. Thì mình đã tiến vào ra bên trong rồi, thì mình đến hơi sớm một chút. Thì anh em tiến vào đây, ngay bên tay phải của mình đây là các bạn đến tham gia sự kiện này. Và quay bên đây, đây chính là các phần quà dành cho các bạn tham gia, cũng như là mẫu màn hình mới đến từ Acer và các sản phẩm khác đến từ Acer. Would you turn the other cheek? Father, 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 help us.